Lai nói buồn châu pha, lộn, nói buồn đón dân chủ, nói buồn thành phố dân chủ, hay là nói buồn cô đơn. Một công tố viên kỳ cựu từng sinh và đẻ lớn lên tại thành phố Chicago qua lệ do đảng Dân Chủ điều hành, cuối cùng đã nói lời chia tay một cách đầy xúc động. Ông nói: tôi sẽ không nuôi dạy con trai của tôi ở đây, một thành phố hoa lệ của nước Mỹ với sự lãnh đạo của đảng Dân Chủ gần như đã đi vào sự tai hại và bế tắc. Một công tố viên kỳ cựu tại Chicago đã bỏ công việc của mình sau 20 năm, nhưng không phải trước khi gửi một lá thư chỉ trích cái tình trạng những nhà lãnh đạo ngu ngốc của thành phố và dự đoán rằng với sự lãnh đạo thức tỉnh của họ đang dẫn đến thảm họa của nước Mỹ nói chung và thành phố Chicago nói riêng. Cái chương trình của Fox News đưa tên một luật sư xét xử trọng tội Jason đã gửi thông báo hai tuần trước vào cuối tháng 4. Trước khi đi, anh ấy đã dành thời gian gửi thư cho 85 đồng nghiệp để giải thích những thành phố yêu thương của ông ta là một sự nghị trình chính trị phổ biến đã khiến Chicago và thành phố đảng Dân Chủ lãnh đạo trở nên nguy hiểm hơn đối với mọi người. Đúng là như vậy. Với sự lãnh đạo tài tình của Hoa hậu Lightfoot và một số những thành viên của đảng Dân Chủ khác đang giết chết rất là nhiều thành phố đẹp đẽ của chúng ta. Thực tế đơn giản là tiểu bang hay là quận đặt mình vào con đường dẫn đến thảm họa, và điều tồi tệ nhất là cơ quan mà tôi làm việc ủng hộ theo nghĩa đen, nghĩa bóng và tất cả nghĩa đều mục đích là nhiều tội phạm hơn, nhiều người bị thương hơn. Cái cải cách mà để được thiết kế để bảo đảm không ai ngồi tù trong những vụ án được đang chờ xử lý và hầu như được tha mộng, và cái tội ác vẫn tiếp tục sẽ tan đi cái sự an toàn của thành phố. Nó cũng tương tự giống như thành phố San Francisco và Los Angeles đó. Cái thành phố mà hiện giờ trên thực tế nó rất là nhiều những doanh nghiệp bắt đầu bỏ chạy. Whole Foods của công ty Amazon, một công ty thức tỉnh cánh tả. Rồi kể cả luôn công ty Target vân vân. Tại bởi vì họ không chịu nổi cái sự kiện mà cái chính quyền của thành phố và tiểu bang California, những người này ăn trộm cắp trên $1,000 không bị ở tù. Bức thư của ông đề cập đến sự lo ngại và thất vọng. Ông nói rằng thành phố yêu quý của tôi giờ đây đã tan hoang với sự lãnh đạo của đảng Dân Chủ, và tôi sẽ không bao giờ mong muốn con của tôi được nuôi dạy tại cái thành phố này. Trong khi đó ông nói thêm, sau 20 năm làm việc cho công tố thì có vẻ như cơ quan lập pháp của thành phố đã đặt cái chính trị đến sự an toàn của người dân, dẫn đến tình trạng người dân và tội phạm và cảnh sát là ba cái khu vực mà hầu như nó đã biến cái thành phố một cái mối quan hệ vô cùng phức tạp. Cảnh sát thì lo sợ trước những cái vụ như George Floyd xảy ra. Người dân thì tiếp tục chạy ra khỏi thành phố Chicago để tìm sự an toàn. Trong khi đó thì những chính trị gia của đảng Dân Chủ vẫn tiếp tục có những cái luật lệ mà lỏng lẻo, vì nó cái tình trạng tệ hại hơn vì mục đích chính trị của họ. Và đó là bản tin ngắn. Đó là câu chuyện ngắn. Xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại trong một chương trình tin nóng của Hoa Kỳ. Nóng, cực kỳ nóng của Hoa Kỳ. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.